Giờ là bàn rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ. Ấn xong câu xong rồi. Xong rồi. Ấn xong câu thì... rồi. Ở sao thấy rồi không? Chưa có hỏi câu gì hết trơn á. Bây giờ nói một câu gì cảm nhận về người phụ nữ này tôi nghe coi được cái coi. Bánh đẹp lắm, sao vỗ tay dữ vậy? Em chào chị, chào anh Quyền Linh và chào các bạn. Bạn tên là gì? Em tên là Trương Mỹ Duyên. Trương Mỹ Duyên? Dạ vâng ạ. Dạ. Mỹ Duyên, diễn viên điện ảnh đó đúng không? Dạ, em nghĩ chắc em đẹp hơn chị Mỹ Duyên ạ. Trời ơi. Thế nào Mỹ Duyên coi truyền hình cũng thấy cái này à. Rồi xin mời chàng trai. Ô, chào anh. Rồi xin mời anh ngồi. Anh tên là gì? Dạ chào anh. Chào anh, em tên Quang. Em sinh năm 77, năm nay em 38 tuổi. Em làm nhân viên kinh doanh. Chị Duyên ơi, chị là hiện giờ con công tác ở đâu? Chị bao nhiêu tuổi? Em năm nay 33 tuổi. Em công tác ở công ty nông sản. Em là nhân viên kinh doanh. Duyên ơi, ngoài thời gian mình đi làm thì thời gian rảnh rỗi mình sở thích của mình là làm gì? Sở thích của em hơi con nít một tí. Buồn á thì em đi tô tượng với coi mà không quá. Thay vì cái thời gian mà bạn đi tô tượng đó thì bạn phải lo bạn địa qua địa lại nên có ai được làm đi chứ mình lấy đi chứ giờ này mình cứ tô tượng hoài chết luôn á. À. Khó lắm chị, đi tô tượng mà địa qua địa lại là nuôi gạo lâu lắm đó. Anh muốn vợ dữ chưa? Muốn lắm rồi hả? Có bao giờ mơ thấy vợ tương lai của mình không? Cũng mơ mà không thấy. Vậy anh có nghĩ trong cái trí tưởng tượng của mình vợ mình sẽ ra sao không? Anh khỏi tưởng tượng chút, anh nhìn qua đây anh thấy liền à. Hồi đó giờ anh trải qua mấy mối tình rồi? Một anh. Một, lâu chưa anh? Cũng lâu rồi, hai mấy tuổi tới giờ. Nhưng mà mối tình nó kéo dài mấy năm? Mấy tháng. Lâu quá. Sao mới quen mấy tháng chia tay rồi anh? Tại vì tuổi không hợp anh. Không hợp? Anh thấy không hợp hay cô kia thấy không hợp? Cả hai bên đều thấy không hợp. Duyên ơi, vậy thì mình tự nhận xét về mình thấy mình là một người như thế nào? Ưu điểm của bạn? Em nghĩ tự nhiên giờ em nhớ khuyết điểm không nhớ. Đó, okay, cái khuyết điểm càng tốt. Khuyết điểm mà mọi người nhìn vào thì thấy em là người nóng tính. Còn ưu điểm thì em nghĩ là có thể là em làm việc gì nó cũng rất là dứt khoát, nhanh, gọn. Em ơi, nóng tính khi nào anh đánh đàn ông em? Anh em có học Taekwondo, hình như em cũng đầy đen nhất đẳng đó anh. Nhưng mà đánh đàn ông thì chưa đâu anh. Chắc cưng thì nhiều hơn á. Nhưng mà tương lai đánh không? Cái đó hên xui anh. Trời ơi. Trời ơi. Chị Duyên ơi, vậy cái không sao đúng không? Em có thể chị được. Bên đây nhìn ngầu lắm á, đai đen nhất đẳng á. Đánh cũng đâu sao đúng không? Dạ. Vậy mình có đặt ra cái chuẩn người đàn ông mà mình muốn đi con đường dài thì mình là người như thế nào không? Nói chung á thì anh chàng đó thì đừng có hà khắc quá. Với đừng có ép buộc em vào những cái khuôn khổ. Ví dụ như đơn giản một cái anh chàng cứ sáng sớm anh hỏi em ăn sáng chưa, cứ chưa em ăn chưa, chưa chiều em ăn chiều. Ví dụ như bạn muốn hỏi thì sao? Đơn giản buổi sáng có thể không cần thiết phải em ăn sáng chưa, một cái câu đại loại nào. Hỏi ví dụ tắm chưa? Không, cái tắm là không cần hỏi. Ok, ta nói là sao đổi đó, thay vì hỏi ăn sáng hỏi ăn tắm chưa cũng được anh. Ví dụ như đổi cái câu đi chứ đừng có bữa nào cũng ăn sáng chưa, ăn chưa, chưa ăn chiều chưa, nó lặp lại nó cảm giác rất đúng là rồi. Nhớ nha, nhớ giờ mốt hỏi về nha. Rồi vậy những cái điều nào bạn không thích về người đàn ông của mình? Em cũng chưa gọi là có khuôn mẫu sẵn, chỉ quan trọng là khi tiếp xúc với người đó, nói chuyện với người đó thì mới biết được là anh ta ok chứ mình không kỵ một điều gì đúng hết rồi ở người đàn ông. Anh đã nghe hết bên kia rồi, hình mẫu lý tưởng vậy rồi. Anh định ra hình mẫu của người phụ nữ bên cạnh anh như thế nào? Chẳng một chút, đừng có đen. Đừng có đen quá, đen cái này được không? Được. Sao nữa? Tóc dài. Tóc dài. Tóc bên kia mới dài không? Dài lắm anh. Ưu điểm của anh là gì? Đối với công việc thì em dứt xuyên. Khi mà công việc chưa xong thì em vẫn làm cho xong thì thôi. Khuyết điểm? Khuyết điểm hả? Khuyết điểm của em là việc nhà, dở công việc nhà. Công việc nhà hầu như là không làm. Để hỏi bên đây coi Duyên ơi, Duyên nữ công gia chánh việc nhà thì bạn chấm bạn mấy điểm, bạn như thế nào? Mọi thứ em đều có thể làm. Đàn ông làm được, em làm được. Sửa ống nước em làm cũng được. Riêng nấu ăn thì... Chà, căng à. Căng à. Người không biết nấu ăn nữa. Nói chung thì em nấu mì gói được anh. Cơm em cũng nấu được, còn mấy cái kia thì hên xui. Nhưng mà mọi người nhận xét em một điều là... xui nhiều hơn hên. Chắc. Bây giờ hai người nói qua nói lại tôi thấy cũng hiểu nhau rồi. Để coi tư vấn viên ở dưới. Coi người bạn ở dưới nè. Dưới thấy mấy cái bảng cũng hấp dẫn lắm nha. Duyên ơi cố lên, xinh là lẹp mà lẹp bẹp. Đâu đâu, đưa bảng lên coi mấy là bạn. Sao?
Ủa xinh mà lẹp lẹp là xinh xinh sao vậy chị, bạn ơi? À, chị Duyên là rất theo em là đẹp. Đẹp. Dạ. Đẹp xong để đẹp mà để lẹp lẹp. À, lẹp lẹp là có nghĩa là nói cho nó dễ xương tí. À, dễ xương đấy. Dạ. Dễ xương giống như mấy em đi tô tượng vậy đó. Dạ. thấy anh bên đây được không? Đàn ông đối với em là em không cho cao điểm. Chồng em chỉ cho được 7 điểm thôi, anh này thì cho chắc được 5 điểm. Thấp vậy. Dạ em là chia điểm trung bình chứ không có cho nhiều anh. Dạ. Anh dạ. Nhắm đó, gì đó. Không ổn rồi. Bên kia là võ công cao cường lắm. Dạ. Em nói rồi em cũng có học qua mà. Có mà em thấy anh không có nổi đâu. Thiệt. Thiệt. Bây giờ hai người ăn mì gói suốt ngày luôn hả hay sao? Hay là cơm với nước mắm với trứng chiên? Giờ cái khoản đó giờ sao? Bên này dễ thương vô cùng, có điều là nữ công gia chánh hơi tệ. Cái đó anh đâu có gì đâu anh chị. Cái đó học biết dễ mà. Ai học? Thì thí dụ trong gia đình. Giờ ai học? Dạ. Ai học? Thì người đó học. Không, người ta không học, người ta học võ à. Dạ, bắt anh đi học nấu ăn chịu không? Học không? Đâu có gì đâu, nếu mà học được nhiều cái nghề tốt thôi đâu có gì. Có nghĩa là học chứ gì? Dạ. Không học là lên đường. Ở đây vậy à? Hiểu rồi. Trời ơi. Nương tay nha. Nếu mà em thích em cưng chị chứ không lắm nha. Chị nghĩ là nội mà em cưng không người ta cũng dễ vỡ nó, đừng nói chi mà. Trời ơi, dễ thương quá. Dễ thương không? Không anh cứ cho điểm thật đi, em biết anh không dễ thương. Mình ít khi nào cho điểm phụ nữ lắm. Tại vì mình đối phụ nữ là số 1 rồi, không bao giờ cho điểm. Vấn đề là nếu ảnh có gì đừng đánh anh còn được. Nhờ người khác đánh anh. Anh hiền lắm, dễ thương lắm. Thôi cũng cười không à. Hai người đi hợp đó nha. Rồi thôi giờ mình kéo màn lên đi. Coi dữ dội mức độ nào nha. Chúng ta có 2 phút để nhìn nhau và quyết định. 2 phút bắt đầu. Dữ dội lắm đó. Chào anh, em là Trương Lý Duyên. Dạ. Nhà em ở đâu? Nhà em ở quận 5. Nhà anh ở đâu ạ? À? Quận 11. Quận 11 ạ. À. Nãy bé nó cho anh 5 điểm thì hơi thấp. Nếu mà đối với em thì anh rất ok 8 điểm. Còn về tính cách thì em chưa biết. Anh nhìn thấy em, anh cảm thấy ok không? Ok, nếu mà dáng người thì là hơi mập tí. Còn nó đã chứ gì đâu mà. Cảm nhận thời sao? Rảnh rỗi thì anh đi đâu? Thường thì anh xem phim, nghe nhạc. Anh thích xem phim gì? Phim gì có là coi phim đó. Nay coi phim hoạt quả không à? Dễ hả? Anh cũng có coi nhưng mà em đi thỉnh thoảng coi thôi. Chứ không thích coi ngoại nhiều. Lớn rồi mà, tao phải nít đâu coi hoạt quả. Không sao anh. Tại vì nhiều lúc coi phim ảnh chỉ là một cái khía cạnh thôi. Giống như có thể anh thích coi phim hành động, em coi phim hoạt họa. Cái đó anh em mình có thể dung hòa với nhau, không sao hết. Bữa hôm nay em đi với anh, hôm sau anh đi với em. Quá là tâm lý luôn. Rồi mỗi người nói với nhau một câu nữa chúng ta sẽ kết thúc. Thật sự thì khi tham gia chương trình này á, em cảm thấy chưa chắc là mình đã kiếm được. Tại vì 33 năm em chưa kiếm được cái người cảm thấy ok. Nhưng mà em cứ nghĩ là khi đến đây thì chắc gì anh đã ok với em, nói thẳng câu như vậy. Nhưng mà bề ngoài thôi, tính cách anh thì em vẫn chưa biết. Thì em cảm thấy anh ok, rất dễ thương. Thì như em nói thì dạ, có duyên gặp nhau thì mình sẽ có duyên là bạn. Đúng vậy thôi. Dạ, coi như là bạn trước đi. Đúng không? Giờ là bạn rồi đúng không dạ, anh? Đúng rồi. Dạ. Anh xong câu xong rồi đó. Anh xong câu rồi đó. Anh xong câu thì... rồi. Tại sao anh thấy rồi anh? Chưa có hỏi câu gì hết trơn á. Bây giờ nói một câu gì cảm nhận về người phụ nữ này tôi nghe coi được cái coi. Cảm nhận thì em thấy bên đây là hơi mập tí. Quái quá. Có một câu. Trời ơi. Bỏ câu đó đi. Nói cảm nhận cái coi nó ngọt ngào chút xíu cái coi. Em hơi mập rồi mà hỏi mà. Mấy tôi ngồi tôi hoài luôn. Cảm nhận của em thì bạn đây cũng là một người lanh, tanh lại, hoạt mát, vui vẻ. Dễ tiếp xúc với mọi người. Hòa đồng. Hết thời gian. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút. Và không đồng ý hẹn hò chúng ta không nhấn nút. Hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định.
1. Nữ nhắc tuồng kệ ta nha anh, mình cứ suy nghĩ bình tĩnh nha. 2, 3. Hết thời hết gian giờ. Ủa có nhắn không anh? Không. Một cô gái rất là bản lĩnh, rất là dễ thương, phải nói là rất là năng động và rất là tâm lý. Anh khó tìm người phụ nữ thế này lắm đấy. Dạ biết. Tại sao anh không nhấn? Thật sự từ nhỏ lớn má em nói không ăn cho em ăn không à. Nếu mà không biết nữa thì thiệt thật là một đời rất khó anh. Vậy hồi nãy anh nói láo với em rồi. Đi dạ, học em thôi. Cũng như anh nói, có thể là anh không có thích cái việc phụ nữ không có nấu ăn được. Có thể là sau này em cũng sẽ nấu ăn được, nhưng mà tại vì quan điểm ban đầu nhiều lúc ai biết được, không thể hứa được cái việc đó anh. Thì em rất là thích anh tại vì anh chọn như vậy. Như anh đã nói thì mình vẫn là bạn bè thôi, okay. Không có gì. Bây giờ mình tìm mấy các tường để làm cho anh thoải mái hơn, gọi là anh đỡ nhút nhát hơn. Yeah. Nhưng mà thực chất là anh rất là dễ thương, rất là thật lòng. Không à. Đúng rồi, nhưng mà cố gắng mình đừng có gọi là bối rối cho phụ nữ, nó mạnh dạn xíu thì mới mau có người yêu được. Dù sao nữa thì cũng chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Một ngày nào đó nói có đám cưới cũng ai đó cũng nhớ mời Quyên Cát Tường nha. Dạ em cũng cảm ơn anh Việt Linh, cảm ơn chị Cát Tường. Cảm ơn em làm chương trình đã cho em gặp mặt hôm nay. Em cảm ơn anh và cảm ơn chị, cảm ơn mọi người. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Xin mời bạn bước ra sân khấu. Rồi, mời em. Dạ, dạ, em chào chị. Xinh quá. Em tự giới thiệu em tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Bích Phượng, năm nay 28 tuổi. Quê em ở Long An, làm nghề làm tóc. Nghề làm tóc, xin mời bạn nam. Chào gì chị ạ? Xin chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Dạ, xin chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn. Dạ, em tên Huy, năm nay em 29 tuổi, làm nghề tài xế ạ. Dạ. Lái xe gì? Dạ, chạy ship anh. Chạy ship lâu chưa? Được 3 năm anh. Đại hôm nay là em xin ship cho em được nghỉ để em đi bạn mới hẹn hò và ship đồng ý, ship nói cố gắng lên làm sao để có được một bạn gái về cho ship đi ăn mừng đám cưới. Phượng giới thiệu một chút xíu về mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng. Em cũng có hay thích hát, cũng biết nấu ăn. Hát cái loại nhạc gì? Nhạc sến hay trẻ gì cũng có được chút chút. Rồi bây giờ mình tặng quý vị khán giả, tặng bạn bên kia một khúc đi, một đoạn nào. Dạ nào dạ thích dạ nhất. Em tặng chương trình một khúc trong bài hát Hãy Hát Lên nha. Rồi. Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời, nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời. Này anh ơi xin đừng chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm. Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biên chiều, nước vẫn còn một màu xanh biết thôi nào. Dòng sông xưa vâng ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biển lớn. Trời, cảm ơn bạn. Rất là dễ thương. Nghe hát xong là thấy sao? Dạ, hay lắm anh. Hay không? Đi lái xe cho sếp suốt luôn vậy đó hả? Dạ. Sếp có cho thời gian là quen bạn gái không? Dạ cũng có. Có là quen được mấy người rồi? Quen nhiều nhưng mà có cái là không ai yêu mình hết đó. Sao vậy? Chắc xấu quá. Quê bạn là ở đâu? Dạ em ở thành phố. Lái xe vậy rồi lấy vợ về rồi có lái cho vợ hay là tiếp tục lái cho sếp? Nếu mà lấy vợ về thì có khả năng em mua xe chở vợ con đi chơi. Không lái cho sếp nữa hả? Dạ chắc nghỉ để làm để mở kinh doanh chạy thuê dịch vụ anh. À dạ. Muốn vợ dữ chưa? Dạ chắc cũng lắm rồi đó. Được thì cuối năm nay luôn anh. Phượng, bạn muốn tìm một người bạn trai lý tưởng của mình là người như thế nào? Dạ người đó phải coi như là chuẩn. Chuẩn là chuẩn gì? Coi như là không có lóc chóc á. Lóc chóc? Chuẩn chạc vậy đó chị. Bởi tôi nghe từ lóc chóc tôi không hiểu. Là coi như hả cười nói gì sùm vậy đó. Coi như là vui quá trớn á khi mà gặp những chỗ nào mà cần sự lịch sự. Lịch sự dạ đúng rồi. Nói chung là mất lịch sự đó đúng không? Cái nào mình cũng vừa phải thôi, mình đừng có quá mức thôi. Mà cuối cùng là bạn nam bên đó có lóc chóc không? Dạ cũng điềm tĩnh lắm chị. Đi với sếp chắc cũng không có lóc chóc đâu. Ha. Mình không có thích cái điểm nào ở người đàn ông? Hút thuốc chị. Bên kia có hút thuốc không? Chút đỉnh chị ơi. Chút đỉnh. Em mấy gói? Ngày nửa gói. Trời ơi vậy là nhiều rồi đó anh ơi. Vậy anh sẽ giảm lại ngày 3 điếu. Mà anh có tóc quăng không vậy anh? Có quăng không anh Linh? Không. Linh trả lời không kìa.
Sao vậy Tóc Quăng, sao vậy, bạn hỏi vậy chi vậy? Tại em không thích Tóc Quăng lắm. Mấy người thường Tóc Quăng thấy em thấy hơi khó tánh chút xíu. Hên là Tóc Quăng không quăng chứ em hỏi chán chợt hơn anh không có hên á. Cô này có mấy cái định kiến cũng lạ lắm nha. Lóc chóc Tóc Quăng rồi gì nữa, không thích gì nữa, nói luôn hơi luôn đi. Dạ thôi, anh nhiêu đó là đủ rồi chị. Đủ rồi ha, dạ. Có cao ốm mập lùn gì không? Tất nhiên là em phải chọn cao hơn em rồi. Cao tại em cả 1m7 thôi. Em xin về tại sao em không có bạn trai? Tại sao ế? Không phải ế mà lại chờ người tử tế tới rước thôi. Không, có tới rước không? Thì nếu mà bên đó đồng ý thì em cũng mang chầu cao tới rước. Hôm nay từ Long An mình lên đây mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có mẹ em chị. Mẹ đâu? Dạ mẹ. Dạ chào cô. Dạ chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ mình có hối thúc Phượng lấy chồng chưa cô? Cũng có. Cũng có mà hả? Phượng này cũng có tuổi. Dạ. Cô thấy anh bên đó hợp. Mẹ thấy cũng được đó, mà tùy con à. Cô cũng muốn hỏi gì anh này không? Cô phỏng vấn trực tiếp ảnh luôn đi cô. Thử coi qua vòng phỏng vấn không? Dạ chào cô. Dạ, chào con. Trước tiên hỏi ba má con còn đầy đủ không? Dạ còn cô ạ. Dạ hả? Con là trai lớn hay là sao? Dạ con là Út ạ. Dạ hả? Dạ con được mấy anh em? Dạ con được 7. Dạ rồi được dạ. Cô chấm gần chỗ đó đó. Tại vì cô có 2 đứa con gái à. Dạ. Giờ nó là Út. Dạ. Giờ cô thấy con đồng là cô chịu lên hả? Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Đó như mẹ là tót lọt rồi đó. Hôm nay mình đi đến chương trình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có chị ơi. Ai đâu? Dạ cô em với em gái. Dạ chào cô, chào em. Dạ chào anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường ạ. Bên kia là bác coi như là đồng ý là anh trai của em rồi đó. Còn dạ. Riêng em thì em thấy chị Phượng sao? Dạ em thấy chị Phượng rất dễ thương anh Huy. Em cũng muốn nói gì với chị Phượng không? Em nói là anh em cũng rất tốt. Với lại em gửi lời chào anh chị. Dạ cảm ơn. Cô thấy Phượng sao cô ơi? Quý ơi. Dạ. Cô thấy cháu bên đây dễ thương đẹp. Dạ. Nói chuyện chính xác. Nói chuyện chính xác cái chỗ đó là quan trọng lắm luôn á. Em không thích điều gì ở người phụ nữ? Đừng có ghen quá anh. Em có ghen không? Dạ không. Em có gia trưởng không? Dạ không luôn. Ủa Quy ơi, Quy thích con gái ở miền nào Quy? Dạ miền Tây chị. Miền Tây là đây là đúng luôn rồi nè. Dạ. Bây giờ em còn cái yêu cầu gì nữa hay không nè? Để chị qua chị nhìn mặt là. Dạ chào anh Quyền Linh. Chưa kịp coi là coi trước rồi. Coi nô mới. Anh thấy em thế nào? Dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Có không thích điều gì ở người bạn trai không? Thì đó hồi nãy nghe bạn nói đó, nói là không có gia trưởng là em cũng mừng lắm rồi. Xinh lắm. Nghe dễ nè. Thương lắm. Nhưng bây giờ lấy nhau về là ai giữ tiền? Nếu mà được cho phép thì chắc em. Để tiền hỏi bạn trai có dạ. Chuyện vậy không nha. Dạ chào chị. Chào bạn. Lấy vợ về ai giữ tiền? Em giao tài khoản hết luôn chị. Phải không? Mỗi tháng cho em 2-3 triệu đi làm được rồi. 3 triệu mà giao hết 3 triệu rồi hết rồi. Đâu có, anh làm xong 3 triệu lấy 3 triệu chết á. Thằng xế là vui tính nè. Đứng lên coi tướng coi coi. Trời ơi, cười không thấy tổ quốc đâu hết trơn á. Dễ thương ghê. Quá. Thôi mình có duyên được rồi. Cái quan trọng là mình chịu đưa tiền cho vợ giữ là được rồi. Dạ cảm ơn chị. Chúc mừng em bữa nay đã chọn được vợ. Dạ. Chị bấm giùm luôn. Dạ. Chị bấm vậy em chọn chị rồi. Chị thấy rất là chân thành. Chịu đưa tiền cho mình giữ là được rồi. Rồi chúng ta sẽ kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Rồi em chào anh. Chào em. Trời em đẹp hơn chị Cát Tường rồi. Trời. Anh nói vậy là hơi quá rồi. Không có đâu, thì mình có sao nói vậy mà. Thì anh cũng là người miền Tây nên cũng rất thật thà. Dạ. Có cái bụng như cái trống kìa. Rồi. Chắc anh thường đi nhậu lắm hả anh? Không có em, tại vì ăn no nhiều ngồi trên xe không à, đâu dám xuống xe đâu. À vậy hả? Anh làm bao lâu rồi? Lái cho công ty được 3 năm em. Thôi mình bấm nút đi. Trời dạ, ơi. Trời. Con ta đâu dễ vậy, tự nhiên cầu hôn chưa chứ. Nôn dữ vậy. Phải hỏi để cho ta tìm hiểu ta có bấm hay không chứ. Thấy ảnh có xấu trai không? Dạ cũng được thôi. Cũng được hả? Cái dạ. Bụng bự có vấn đề gì không? Dạ không. Không giảm cân chập hay dục được. Mấy người bụng bự mệt lắm. Không có, mốt em về em cho đi thể thao chị. Đi thể thao, đi thể thao mắc chạy xe cho sếp sao đi thể thao được. Không có, lúc đó phải còn có thời gian dành cho em chứ. Làm nhưng mà chưa chơi binh dữ vậy. Biết đâu mai mốt em chuyển qua nghề kinh doanh cho ảnh sao chị. Bây giờ lấy chồng có chịu lên thành phố làm dâu không? Dạ chồng ở đâu thì em ở đó thôi. Thôi hai người nhấn chuông đi. Anh Linh đếm 1, 2, 3 đi anh. Rồi em bấm nó em đã đồng ý rồi. Hả? Dạ. Nụ cười này gian lắm nè. Suy nghĩ kỹ nha em nha. Không có em nhìn em cũng biết nữa chị. Chị làm mai cho em mà sao chị nói em vậy? Quá biểu chê bà Mai.
chị nói sao em đừng có phân tâm nha. Bây giờ giữa anh với em, giữa hai mình nói chuyện đã, mình đến hẹn hò mình đừng có phân tâm gì cái chị không, nói không không cái đó là chị Cát Tường nhắc chừng em đó, nhưng mà em nhìn thấy cũng có chút chút à. Tại vì á, nói chung á là em cũng không thích nghề tài xế lắm, đi nhiều quá. Với em cũng nghe nhiều người nói là cũng hay có người này người kia vậy đó. Anh đi nhiều nhưng em mà khi mà anh đi làm không phải là giống như là dạng tài xế khác. Ta đi xa, còn này anh đi là làm có giờ có giấc. À, dù sáng 8 giờ làm thì dạ. 5 giờ anh về. Dạ. Chứ không có đi đâu nữa hết. Chừng nào đi tỉnh thì anh báo cho anh biết. Dạ. Hết thôi, giờ. Hết giờ. Suy nghĩ kỹ nha, rồi quyết định nha. Hóp hóp cái bụng vô một chút để tao quyết định nè ông ơi. 3 2 1 Chúc mừng hai bạn đã bấm nút nha. Nắm tay nhau một cái coi có khác nắm vô lăng không? Em không? Nói gì với mẹ trước đi. Dạ thưa bác, nếu mà được thì xin bác sang tập con về, con thưa ba mẹ con để cho hai chúng con thực chứng tại công dân. Đây, trước tiên là một cơ hội cho hai bạn nha, để mình tìm hiểu nhau kỹ hơn ha. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Nắm tay dẫn bạn gái đi xuống đi. Là sao hẹn người ta mà quên luôn á hả? Không quên chị, nhưng mà trễ khoảng tiếng đồng hồ chị. Trời đất ơi. Tôi hy vọng rằng gặp đôi thứ hai cũng sẽ tiếp tục nhận vé mời đi xem phim chúng ta. Hy vọng là như vậy, vì hôm nay là từ niềm vui đến thành công đến thành công. Đúng. Và rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin hạ màn xuống. Rồi mời bạn nam. Chào Nguyễn Linh và chào chị Cát Tường. Và chào tất cả quý vị khán giả. Chào anh ơi. Bạn tên là gì? À, em tên là Lê Quý Linh Đôn ạ. Hiện tại em 27 tuổi. 27. Lê Quý Linh Đôn, 27 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu ạ. Xin mời bạn. Xinh xắn quá. Rồi, chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quyên Linh và quý vị khán giả. Dạ, em tên là Thùy Dương ạ. Em năm nay 25 tuổi. Em đến từ Tây Ninh ạ. Tây Ninh sao thấy nó giọng miền Trung? À, dạ, đấy là giọng em giả đấy ạ. Ủa là sao? Vậy giọng thiệt em là giọng sao? Dạ, giọng thiệt em là giọng này ạ. Ồ. Thế em làm nghề gì? À, dạ, hiện tại em đang là nhân viên văn phòng ạ. Mình giả giọng tiếp luôn đi. Dạ, chơi luôn ạ. Cái lý do tại sao lại ra giả giọng như vậy? À, giả giọng là một cái năng khiếu của em ạ. À, em có thể giả được nhiều chất giọng khác nhau. Em có thể hát, có thể vẽ, và em còn có thể làm bánh ạ. Rồi hát luôn, làm khúc luôn. Dạ, em xin hát một khúc của bài Say You Do ạ. Rồi. Là buồn là yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ này vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng. Nhưng chưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu. Say you do, say you do. Dạ. Bạn Nam ơi, bạn Nam có đáp lại gì không? Em ca hát và giả giọng cũng được, nhưng mà giọng thì... Nói chung là chỉ ca hát thôi. Ca hát đi. Em hát bài Em Trong Mắt Tôi đi. Em đẹp không cần son phấn, xinh thật xinh rất hiền. Không quần jean dài cao gót, em chọn jean mình em áo dài. Duyên dáng giống như hoa kế bên thềm, ngàn hương không que sắc màu, ngàn đó hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Ờ gì được anh. Chất giọng này đặc biệt lắm á nha. Dạ em là hiện tại là đang làm nhân viên phòng, chuyên về ngành IT ạ. IT. Dạ. Dạ. Làm văn phòng thì rất nhiều cô gái xinh đẹp ở trong văn phòng. À, thật ra thì công ty em phần lớn là người lớn tuổi luôn. Dạ đúng rồi, em là trẻ nhất nhì trong công ty ạ. Dạ. Dạ. Có trải qua nhiều mối tình chưa? Dạ 3 mối tình ạ. Còn bao nhiêu thì hình như là đơn, còn một số mối tình nữa thì đơn phương. Rất nhiều lắm. Nhiều quá vậy. 27 tuổi mà nhiều mối tình vậy sao không tìm được người nào đi chung con đường với mình? Cũng do em một phần, là do người yêu có một phần nữa. Thì nói chung là cái gì qua rồi thì có thể cho nó qua đi ạ. Nhưng mà em có thể rút ra kinh nghiệm là tại do em một phần nào
Để khi mình có mối tình mới thì mình đừng có đạp lên những cái vết xe đổ đó nữa. Nhưng em cũng nóng tính luôn anh. Nóng tính là gì nữa? Nóng tính là lãng trí hay quên, nên là đôi lúc là bạn gái đợi lâu rồi rất là nhiều. Là sao hẹn người ta mà quên luôn á hả? Không quên chị, nhưng mà trễ khoảng tiếng đồng hồ đó chị. Trời ơi. Vậy ít quá hả? Ít quá ha. Được, cái này không được, cái này làm thấy phải rút kinh nghiệm rồi. Nghe bạn trai nói vậy đó, hẹn mà có thể là lãng trí quên tới tiếng đồng hồ mới tới thì em thấy sao? Cái này không được rồi chị ơi. Tính em là em không thích chờ đợi. Hẹn mà tiếng mà tới là chắc cũng phạt cái gì đấy. Dạ ha. Dạ. Bây giờ mình giới thiệu rõ hơn, mình nói kỹ hơn một chút xíu về công việc của mình. À, dạ, việc của em là về quản lý chất lượng. Em làm trong siêu thị á. Thì khi vào thì em sẽ kiểm tra về chất lượng của sản phẩm đó có được đảm bảo hay không. Dạ. Như vậy thì mình tiếp xúc nhiều người lắm chứ em. Lý do tại sao mà mình phải nhờ tới chương trình? Dạ, có thể là do công việc của em thì nó rất là bận rộn. Cả ngày thì chỉ kiểm tra về chất lượng sản phẩm, chỉ tiếp xúc với sản phẩm thôi, rồi tối lại về phòng mệt quá rồi lại ngủ. Ưu điểm của em thì nãy giờ chị thấy rồi ha, hội họa, ca hát, rồi giả giọng. Vậy còn cái khuyết điểm của mình hay cái tật xấu của mình? Dạ, tật xấu của em là khi mà em giận lên rồi em không nói gì nữa hết. Em mặc luôn, em cứ im vậy đó. Vậy mình làm gì? Dạ, cứ ngồi im ngồi chỗ như tự kỷ. Thì tốt nhất là đừng ai lại gần em hết. Ghê vậy hả? Dạ, em cắn á. Bạn đã từng cắn ai chưa? Dạ, chưa. Tại bạn bè em cũng có rút kinh nghiệm rồi nên thấy em vậy là cứ tránh xa em hết. Nếu mà bạn gái mà tự kỷ, ai nhào vô cắn á, thì bạn sẽ xử lý thế nào? Em nghĩ thì lúc đó thì nếu được thì cứ cắn đi. Cứ để cho cắn luôn. Dạ. Cắn đau quá thì sao? Đau quá buông ra chứ anh sao anh? Mà tao không buông. Rồi đẩy ra cho anh. Bạn có tật xấu gì không? Dạ thì em thì khó tính, nóng tính. Đôi chút cũng có một chút khó tính thôi. Mình muốn tìm một người bạn trai là người như thế nào? Dạ, hình mẫu bạn trai lý tưởng của em đó là biết quan tâm, chia sẻ và phải tôn trọng em. Sạch sẽ nữa chị, không có ở dơ. Ủa, bạn trai trước đây ở dơ lắm hả? Dạ không. Có thể là do cái nghề nghiệp của em nó ảnh hưởng tới. Tại lúc nào bên em là lúc nào cũng phải sạch sẽ đó. Nó ảnh hưởng tới. Dạ không anh, tại vì em dân thể thao nên là lúc nào mỗi ngày phải tắm từ 2 đến 3 lần. Thật. Bạn chơi thể thao môn gì? Em chơi đá banh và chơi gym. Rồi chơi lâu lâu thì em đi bơi. Mình thích cái bạn trai của mình có cái mẫu người lý tưởng không? Như giống ai, cái hình tượng của mình không? Dạ em thần tượng David Beckham. Em thích cái vẻ ngầu ngầu mà rất là cá tính của anh ấy. Đó chỉ là lý tưởng thôi ha. Nhưng dạ, mà ngoài đời thực mình bớt xuống một chút đi ha. Dạ em đưa cao cao đó, vậy trả giá xuống bớt. Trả giá xuống bớt là có bớt đúng không? Dạ. Bây giờ trước khi mà tôi qua tôi xem mặt bạn nam nó giùm cho bạn nha. Thì bạn còn muốn dặn dò tôi cái gì nữa không? Không thích cái điểm gì hay thích cái gì hay cần cái gì nữa, nói một lần cuối thôi. Em thích uống thuốc vậy. Rồi phải chung thủy. Dạ chào chị. Chào em. Dạ. Có hút thuốc không? Dạ không vậy. Có chung thủy không? Dạ có. Tự nói không luôn. Cũng cao dữ ha, cao mét nhiêu? Dạ 1m84 chị. Hả? Đứng lên coi, có nói thấp không? Dạ 1m84 vậy. Cao dữ, anh Mười Linh đứng lên thử coi đúng không anh Mười Linh? Thôi đừng ngồi xuống hả chị? Cao dữ ta. Thích nhất bạn gái mình ở điểm nào? Thân hình cân đối. Cao 1m6 trở lên. 1m6 trở lên? Dạ. Đó nãy giờ mình quên hỏi cô bên này 1m nhiêu à? Dạ em 1m rưỡi. 1m rưỡi. 1m rưỡi được không? Cái này giống bên gì tên Thành Thành à? Thôi mệt. Dễ thương lắm cưng. Ủa cưng cao 1m rưỡi thiệt hả? Dạ 1m54. Nét 54 không sao, mình con gái mình mang dài cao lên cũng được. Dạ. Em sợ em đứng thấy nắp ảnh quá. Không, bạn bên kia dễ thương lắm. Được. Dạ em chào anh. Chào bạn. Trai lùng hơn mình mới lo chứ gái thì có sao. Dạ em cảm ơn anh. Ai cũng nói vậy hết à. Ai cũng nói vậy. Nhưng mà mình cao lắm. Cao lắm anh. Ừ, 8 mấy lần. Chắc em đổi từ 8 phân thành tấc. À phải mang giày cao nữa đúng không? Dạ. Giống sao tình yêu mà đồng gì có chuyện cao hay là thấp ở đây. Dạ. Quan trọng là hai trái tim đồng điệu với nhau thôi. Dạ. Bây giờ nghe bạn kia nói cảm nhận được gì chưa? Dạ hơi tê tê. Có gì đâu tê. Rồi chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau. Các bạn có 2 phút. Kéo màn. 2 phút bắt đầu. Dạ em chào anh ạ. Anh có món quà gửi em. Dạ em cảm ơn ạ. Mong là đó, em đó, thích nó. Đứng vô đo cái coi. Mà xứng đôi gì đâu. Dạ em cũng có một ít bánh em gửi anh ạ. Rồi cảm ơn em. Dạ có đau bụng thì liên hệ lại em. Như vậy em phải cho anh số chứ liên hệ được chứ. Quà gì vậy, quà gì cho coi với rồi. Tò mò. Này cho. Cái này khó gỡ. Gửi tặng cho em là thôi, em để về nhà em xem mình được. Em rất kỹ lắm. Em có định là trong 3 năm tới thì em có
dự định gì cho gia đình gì thôi, ví dụ như là kết hôn hay là gì đó? À, dạ cứ mình quen chú Đanh rồi mình tìm hiểu rồi thấy hợp hay là tới lúc cần thiết á, tới lúc mà nó chín mùi rồi á thì mình tiến tới hôn nhân. Ừ, điều quan trọng nhất đối với em á hiện tại là gì? Điều quan trọng nhất với em bây giờ đó là niềm vui. Cứ cái điều gì làm cho mình vui vẻ thoải mái là em thích điều đó. À, cảm nhận về nhau thế nào hai bạn? Thấy ảnh cao quá. Thấy em cũng cao mà, đâu có thấp đâu. Tại có giày á, nhẹm được 8 phân rồi. Em đi mang guốc một tấc thì cũng đâu quan tâm đâu. Tại vì em cũng đâu cao hơn anh được. Không, nên không sợ thì cũng xứng đôi. Ví dụ như là nếu mình quen nhau mà gia đình anh phản đối á thì anh là thế nào? Vậy thì cuộc sống của anh là do anh quyết định. Hồi xưa giờ là chứ ba mẹ anh không có can dịp vào. Họ chỉ góp ý thôi. Dạ. Và đứng đằng sau lưng anh thôi. Mỗi người nói về nhau một câu nữa, tình cảm, cảm xúc. Em sẽ bấm. Vậy thôi. Hết. Còn em thì sao? Chút là anh sẽ biết. Rồi, các em. Rồi, hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn nha. Mình có thể nắm tay nhau. Cảm giác sao em? Dạ. Cảm giác sao? Nó khó tả lắm. Khó tả lắm. Đây, thay mặt chương trình gửi tặng cho hai em. Dạ, em hy vọng rằng là hai em sẽ có được những cái giây phút riêng tư với nhau. Dạ. Tìm được một cái sự đồng điệu với nhau. Dạ. Và đi với nhau được một đoạn đường rất là dài. Và đến một ngày nào đó báo tin mừng cho tụi tôi biết. Dạ, rồi, chúc mừng hai em. Chúc mừng hai bạn nha. Dạ. Là người vui vẻ hòa đồng nhưng mà con nóng tính lắm, với lại con ngang ngược lắm. Thật xấu là đói bụng là hay quạo thôi. Thôi ai cũng quạo. Rất lười làm việc, nhà. Lười. Em nghe nói như anh lười làm việc nhà đúng không? Cũng nhà ba anh làm không? Về ngủ rồi. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ là mời nhà trai giới thiệu trước. Dạ, nói đầu tiên cho anh chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào khán giả chương trình. Và chào bạn nữ. Em tên Lý Minh Tân, hôm nay 30 tuổi. Nghề nghiệp là lái xe, em lái xe cho công nhân viên thôi. Là thành phố thôi hả? Dạ đúng rồi anh. Quê ở đâu Tân? Dạ em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Dân Sài Gòn. Dạ em ở quận 5. Quận 5. Mình nói giới thiệu về bản thân coi. Con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Yến Lan, năm nay 27 tuổi. Hiện tại đang là nhân viên kế hoạch ở Biên Hòa, Đồng Nai. À vậy hả? Hay là ở đâu? Dạ con sinh ra ở Tân Phú nhưng mà con làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. À rồi. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm để Tân cho bạn gái nha. Ưu điểm của em thì rất là có trách nhiệm trong công việc, rất là đúng giờ. Còn nhược điểm thì em chỉ có tật xấu là đói bụng hay quạo thôi. Thôi ai cũng quạo. Anh đói bụng anh cũng quạo nữa. Sáng chưa cho ai ăn uống gì chứ. Gọi gì nữa Tân? Tôi rất lười làm việc, nhà. Lười. Nhưng mà em cái gì cũng làm được nhưng mà chỉ có là lười thôi. Lười thôi, chừng nào có vợ thì không làm. Chỉ có vợ là siêng liền anh. Siêng liền đúng rồi. Cái gì cũng làm được, nghe chỉ có lười có nghĩa là không làm gì hết á. Rồi mình đi, mình giờ mình nói về mình đi. Cặp dạ. Này hay nè, bên đây tên Tân, bên kia tên Lan là đôi Tân Lan. Tân Lan. Dạ con là người vui vẻ hòa đồng nhưng mà con nóng tính lắm, với lại con ngang ngược lắm. Cỡ nào? Con ghét người ta thì con ghét cũng sẽ chia làm 3 cấp độ ghét. Ghét thứ nhất là ghét ít ít thôi. Thì dạng hỏi thì con trả lời, còn không thì thôi con không bao giờ chủ động con hỏi người ta hay bất cứ cái gì. Cái cấp độ ghét thứ hai dạng là ghét vừa vừa. Thì dạng là con phải giống như là người ta nói thì con phải móc lại một câu. Ăn miếng chậm miếng. Dạ đúng rồi. Con giống với cô ngồi ghế kế bên con đó con. Cấp độ thứ ba là cấp độ là vô cùng ghét. Thì con sẽ không nghe, không nói, không quan tâm. Con coi người ta như là không khí vậy á. Nhưng mà không phải khí oxy. Mà là khí CO2 á. Chơi chiến lược 3-0. Dạ. Và coi người ta là tàng hình đi. Khi mà con có bạn trai đi, con sẽ đi ăn chung với bạn trai đó. Khi kêu đồ ăn ra hết á, con ăn được bao nhiêu con ăn, nhưng mà cái số lượng còn lại bạn trai phải ăn hết. Trời ơi. Rồi mới được gì à? Dạ đúng rồi, ăn phải ăn. Con không cần biết thời gian ăn là bao lâu, nhưng mà cứ ăn đi, ăn cho hết rồi con mới cho về. Ăn mới ăn qua tới đó. Con ăn nhiêu còn nhiêu, bạn trai ăn hết mới được về. Dạ. Con mới ăn rồi, nhưng mà con lại không cho mập. Con ăn mà không cho mập sao được con? Dạ. Kỳ vậy, có người ấy không ăn cũng mập với con. Ai nói không ăn mà mập vậy? Quỷ hả?
mệt cái sợ luôn á. Ngang ngược mà nóng tính như vậy thì là mình đã có mấy mối tình rồi? Dạ con có 2 mối tình, dạ lâu nhất là khoảng 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Bạn đó thì cũng có sở thích ăn, nên là con bắt ăn thì càng thích. Nhưng mà tại sao chia tay? Có nhiều cái lý do lắm, nhưng mà con nghĩ là hậu đậu, lăng nhăng á. Hậu đậu ghê lắm cô, đi trên đường đi, nguyên cái đống cát vậy thôi, người ta chạy người ta né cái đống cát đó ra đi, dạng anh hùng rơm á cô, bay vô giữa đống cát xong rồi té cái xòe ra giữa đường. Ờ, à, té cái xòe. À, để qua thăm nom cái bên nhà trai cái coi. Trai mà hậu đậu nó dữ lắm mình. Dạ chị Nhân. Chào cưng. Dạ. Sao nãy giờ cưng nghe bạn này nói chuyện vậy, cưng có bị gọi là mất hồn không? Dạ cũng có chút. Ăn à? Dạ. Ăn mà không được mập à nha. Ăn cỡ nào mới mập? Tưởng này em ăn hộp nổi. Rồi bây giờ em có mấy mối tình rồi? Trước giờ thì em chỉ có một mối tình chính thức thôi, kéo dài một năm. Một năm rồi bao nhiêu cái lẻ tẻ? Dạ, mấy cái đó thì em không cho nó là tình yêu. Một năm lý do tại sao chia tay? Cũng có ngày đẹp trời em lên Facebook em lướt thì em thấy em cao hơn vài cm vậy thôi. Vậy thôi đó hả? Lại bị cắm sừng. Dạ. Thôi được rồi, thôi bỏ qua đi. Bây giờ mình long tìm hiểu bên đây nè. Như vậy thì cái gu của em, cái gọi là cái tiêu chí của em, tiêu chuẩn của em về bạn gái là như thế nào? Cao 1m60 trở lên. Tại vì em cũng đây cao nhồng luôn á. Dạ. Mũi cao, có cặp mắt biết cười. Nhìn như cặp mắt giống như là đang cười á. Vậy vui. Vậy dạ. Là miệng khỏi cười đúng mắt. Dạ, đúng rồi. Có những người nhìn như cặp mắt là thấy vui rồi. Mắt cười như nè lắm. À, đúng rồi. Nói chứ cười không nè, nhìn cô nè, nhìn cô. Mắt nó là cười nhưng mà hơi buồn ngủ. Xíu em tự em cảm nhận dạ, nha. Dạ, thì tính cách thì dịu dàng xíu. Cái này giờ nó nói nó ngang ngược đó rồi dạ, sao? Hả? Ngang ngược đâu có đi đôi với dịu dàng đâu. Em hướng dẫn lại. Được không? Dạ được. Hướng dẫn được không? Dạ được. Dẫn coi ai hướng dẫn ai biết rồi. Bây giờ mình có dịu dàng hay không nè, mình nói một tiếng một đi nè. Dạ không. Đó, thấy chưa? Nó khẳng định luôn đó. Cá tính chút xíu cũng ok chị. Cá tính đó nha. Cái gì nữa nè? Đừng có thảo mai quá, với lại có cái gì bản tính xấu hay là đẹp gì cứ bộc lộ hết đi. Tại vì ở bên cạnh em cũng không cần phải giấu giếm cái chuyện đó. Tại vì em đã thương người thì xấu đẹp gì em cũng chấp nhận. Cái câu cuối cùng của bạn này là có hết luôn á. Có sao nói vậy người ơi đó, dạ, không có giấu giếm luôn. Thà ta thật lòng vậy còn hay hơn. Thôi, bạn gái muốn người yêu của mình như thế nào? Đầu tiên là phải cao hơn con. Chắc chắn. Giờ mình cao nhiêu nè, mình nói nè. Dạ con cao 1m7. Đó, cao 1m7 đó. Mà con hay mang giày cao gót nên là thường là khoảng từ 1m75 đổ lên. Cho 76 luôn đó. Bên đây nhiêu? 1m8. Thấy chưa, cao hơn tới 10 phân, đứng chấp con luôn á. Rồi gì nữa con? Theo đạo Phật. Anh đạo Phật. Rồi. Không hút thuốc lá. Có hút thơm râu thôi anh. Có hút thơm râu thôi. Nhưng mà con dạng con không có chấp nhận người hút thuốc lá. Tại vì con bị dị ứng với lại thuốc lá nên là con không ngửi được. Bỏ được không? Dạ được anh, bỏ được. Dạ. Thơm râu thôi mà, cạo râu là hết hút. Dạ là một người cư xử lịch sự và lễ phép. Và cái cuối cùng con mong đợi đó là một người có một cái nguồn năng lượng sống tích cực. Đúng, cái này hay nè. Có tích cực không em trai? Dạ tích cực. Những lúc buồn thì sao? Có ghi lên Facebook không? Dạ không. Ừ, có ghi gì tiêu cực không? Em có chơi Facebook. Không được tích cực lắm. Phải chơi Facebook để tìm hiểu những cái điều tích cực này kia chứ. Chứ chơi, có chơi Zalo không? Dạ có. Không, cũng dễ thương. Nói chung hai này cũng được, cũng hợp. Dạ. Gái đi với ai? Dạ con đi với lại anh chị con. Em chào anh Nguyên Linh và chị Hương Vân ạ. Chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Nếu như mà em muốn tìm hiểu Yến Lan thì phải có động lực rất lớn. Dạ. Lúc nào các bạn đang có hoạt động liên tục như vậy. Là sao phải tăng động mới theo được bé này tăng hả? Tăng động đúng rồi. Dạ em thấy đàn trai là cũng hợp với lại bé Lan hả? Dạ mong là hai người sẽ được tìm hiểu kỹ hơn. Rồi. Rồi, cảm ơn em. Anh đi với ai tên? Dạ, em đi với chị họ, em ruột em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào các bạn khán giả ở đây. Thì em là chị họ của Tân. Theo như Tân nói là Tân muốn tìm một bạn gái cao, dễ thương, đôi mắt biết cười. Thì chị Ngọc thấy ở đây là bạn hội tụ các điều kiện của Tân muốn rồi. Theo chị nhận xét về bạn Lan á, thì Lan là một người luôn hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống. Luôn thích thay đổi, thích cái mới, thật thà, thẳng thắn. Thì mong là sau chương trình này thì Tân có thể có cơ hội để quen với Lan và tìm hiểu những cái mới mẻ của Lan trong cuộc sống. Cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Chào em. Anh có món quà anh tặng em. Dạ cảm ơn anh, em cũng có một món quà tặng anh. Đây là một cây xương rồng mà loài hoa là em thích nhất luôn.
muốn tặng anh. Cảm ơn. Và cái cây xương rồng này á, thì nó cũng có ý nghĩa trong tình yêu. Dù cho ở ngoài sóng gió bão tố như thế nào thì cái cây này nó vẫn luôn vươn tới ánh sáng và phát triển. Hay, cảm ơn. Dạ. Nó Tân nhìn coi coi đôi mắt cái này có phải là đôi mắt biết cười không? Dạ đủ cười. Đúng không? Đôi dạ, mắt biết cười đúng không? Đúng rồi. Có găng khệt đó chị. Đó, găng khệt dễ thương đó. Với lại có đồng tiền, em cũng thích điều đó. Đó. Em tìm kiếm điều gì ở người đàn ông? Em coi trọng sự chung thủy. Đối với em á thì xấu đẹp không quan trọng, cao thấp thì cũng có vấn đề đó. À. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều có thể bỏ qua hết. Anh thì trong tình cảm á, anh có hai điều là một là khi yêu á anh rất là nhiệt tình, hai là nếu mà trong một trong hai người mà không còn yêu nữa thì nói nhau một tiếng. Thì nó dễ xử hơn, chứ đừng có giấu giếm anh chuyện gì, mệt lắm. Em muốn hỏi anh gì không? Dạ, anh còn liên hệ với người yêu cũ mà. Không, anh cắt đứt rồi. Cái câu hỏi của em cũng là câu hỏi anh muốn hỏi em luôn á. Dạ không ạ. À. Thường á thì khi anh buồn anh sẽ làm cái gì anh? Anh thì chỉ có cái sở thích là nuôi mấy con bé. Thú cưng của anh là con gì anh? Anh nhà anh nuôi hai chó. Em thì em ghét chó lắm. Ghét chó hả? Dạ, em ghét những con gì có lông lắm. Vậy anh cạo lông đó. Trời, có ác vậy em. Chó nhà anh nó biết đi hai chân đó. Tự nhiên nó chó nó đang đẹp về cạo lông còn dùng chó. Chó nó phải cạo lông anh. Thôi. Con chó ơi. Chứ phải con cừu đâu mà anh cạo lông đó. Chó nó chó cừu mà, chó bút đồ. Nó làm như con cừu vậy, cạo lông nhìn thấy ghê. Không, nhưng mà có một cái loài chó mà nó không có lông luôn á. Thì thà mua chó nó về. À. Ai mà mua chó có lông được cạo lông ta. Đừng có gì tình yêu mà đi cạo lông con chó. Uống chó dễ thương vậy, mắc gì ghét nó trời. Dạ con không có thích bất cứ con gì hết á. Chó mèo hay con gì con cũng thích á. Không lẽ cuộc đời con không thích con gì hả con? Dạ con thích con trai. À. Rồi con có bắt ảnh cạo đầu đi không? Dạ không. Ủa mắc mới cạo đầu. Nó không thích tất cả các loại lông mà. Đây là tóc cái mà. Cái đó là tóc chứ không phải cái lông. Tóc là nó cũng là lông đó. Lại lông. Là một loại. Dạ không có lông anh. Lông măng anh. Lông cạo. Lông măng cũng cạo nữa anh. Chỗ nào có cạo. Con hỏi anh coi sao anh tài xế thường là đào hoa lắm mà. À. Sao anh lên chương trình này? Vấn đề tài xế đào hoa thì đó là chắc là thời xa xưa ông cha ta để lại thôi chứ. Bây giờ nó khác gì. Suốt ngày ôm vô lăng, tối về lại ôm gối ngủ. Hay là tại quen nhiều người quá nên bị ế hả? Không có, quen nhiều người sao gọi là ế được em? Thả thính nhiều, người ta nói là lắm thính. Mối tối nằm không á. Đúng rồi, lắm mối tối nằm không nhưng mà nó mới thả thính. Em cảm nhận thấy anh sao? Em thấy anh là người cũng khá là hiền lành, dễ thương mà em không biết anh có ít nói hay không. Anh Đức cũng là một người khá là kiệm lời, nhiều khi những cái gì là đáng nói thì anh mới nói, còn không thì anh cũng ít nói chuyện lắm. Em á thì là người dạng em là người thích trao đổi thông tin, mà đúng khi rồi. Em trao đổi thông tin á thì em muốn người ta tương tác với em chứ không phải là em nói một câu cái ừ xong rồi hả rồi ủa vậy hả. Cái đó là đối với những người ngoài, chứ nếu mà ghen em thì anh sẽ tương tác. Tương tác nhiều, siêng năng luôn, siêng năng tương tác. Ừ. Hiện tại thì mẹ anh mất rồi, chỉ có ba anh thôi, anh ở chung với ba. Nhà chỉ có hai cho con, hả? Đúng rồi, với lại hai chó. Đừng nhắc không chó nữa. Nếu mà tính tới hôn nhân thì em có thể về nhà anh, về đổi của anh được không? Dạ được chứ. Nếu mà hai năm nữa thì hai chó nó già rồi. ấy là nó già nó sẽ rụng lông, nhưng mà em cũng sợ nó rụng lông. Làm sao rụng lông, có những nó lúc rụng. Nó già cũng không có rụng đâu em. Thì em cạo. Nữa cạo nữa. Còn cách nào khác không? Không cạo nhỏ hoài. Không có được nha. Cái vụ này tôi phản đối. Nếu kẹt quá đem chó gửi nhà Hồng Dân hay gì cũng được. Nha. Em đứng lại. Mày không tay bạn gái. Đó. Em nói đi. Hỏi em có ghen không? Em có ghen không em? Dạ có chứ. Khi yêu ai cũng ghen á. Em bỏ suy nghĩ đi, anh không có lăng nhăng đâu. Anh sẽ bỏ thuốc. Lâu lâu cho anh hút một hai điếu. Sẽ giao với bạn bè được. Bị dị ứng mà. Cái này là anh đã hứa bỏ thì anh phải bỏ tuyệt đối luôn. Anh đứng gần một cái người mà hút thuốc lá em cũng ngửi ra được. Hát thính và mũi thính vậy. Anh phải đóng giùm với con chó. Em thích nít không em? Dạ có chứ. Hỏi giờ mình giải quyết vụ chó sao em? Thôi bây giờ chịu chó để qua bên đi anh. Để em về em xử lý sao. Thôi cứ nói gì luôn. Em nghe nói hình như anh lười làm việc nhà đúng không anh? Cũng nhà ba anh làm không à. Về ngủ à. Anh làm được hết đó mà. Tại vì anh làm biết làm thôi làm. Dạ anh có biết nấu ăn không anh? Không. Em cũng biết nấu ăn rồi, cuối cùng ai nấu? Ăn cơm đường chó chợ quen em ra ngoài. Chó gì cho nó mệt. Khổ ông già không? Anh biết nấu ăn, anh nuôi chó rồi. Cuối cùng chó anh nuôi hay ba anh nuôi?
Thì mình ăn gì trộm cho nó ăn? Anh ăn cơm đường cháo vợ rồi. À thì nhà ba anh ăn gì thì trộm cho nó ăn. Vậy là ba anh nuôi rồi, giống ba anh nuôi nữa. Ba anh nuôi. Dạ. Anh thích nít lắm á, em thích con trai hay con gái? Dạ em thích con gái. Ừ giống anh, em thích con gái. Gái có nhiều tóc, dễ thương, giống như em. Ủa con trai cũng có nhiều tóc rồi vậy anh? Con trai nó cũng có nhiều tóc nhưng mà nó quậy lắm. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn thẳng vào mắt nhau. Tân nói tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện, cảm xúc nãy giờ thế nào? Cảm xúc nãy giờ thì em rất là thích bạn nữ này rồi. Yêu ai cũng vậy, yêu anh đi anh cảm ơn. Mình đang đối diện với gia đình, với bạn bè, với người thân và hàng triệu khán giả. Chúng ta không thể bấm trái con tim mình được. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 hết thời gian. Chúc mừng, như vậy là cả hai đã bấm nút. Nắm tay nhau nào. Không cái nhà má, má không la đâu. Má được hả? Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kèm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ cảm ơn ạ. Đó, đi luôn, đi luôn. Đó. Ô yểm của em thì nói ít nhưng mà em làm nhiều. Không làm được thì đừng nói. Rất là đỡ nhưng là vui vẻ, biết sống hòa đồng với mọi người và biết cảm thông mọi công việc. Trước khi yêu em, thương em thì phải thương đứa con trai của em trước. Được không em? Thương mẹ gặp phải gánh con luôn nha em. Được luôn. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Rồi xin mời gia đình nhà gái. Rồi cưng. Mời nhà trai. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào tất cả các vị khán giả đang trong trường quay. Em tên là Hoàng Thị Nga, 39 tuổi. Công việc hiện tại của em thì em đang làm việc tại Bình Thạnh. Công việc em là quản lý về hệ thống chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Rồi, mời bạn trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, là chị Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay, chào nhà gái và chào bạn gái bên kia. Em tên là Trần Nhân Phúc, hiện đang làm bên xây dựng bên thị trấn Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Vậy là bạn gái là quê ở đâu? Quê ở đâu cưng? Quê mình. Dạ em ở Bình Phước ạ, Lộc Ninh Bình Phước ạ. À Bình Phước luôn, vậy là hay quá. Chính được em về sẽ ghé qua nhà anh ạ. Mình là quê Bình Phước là huyện nào? Em làm việc ở Bình Phước nhưng mà quê ở nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói cho nhau mấy lời. Suối mai chiều sông ống đốc, tim trắng kịp tới chờ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Đó, quê ảnh đó. Ồ, chào em. Em có yếu điểm gì, có ưu điểm gì? Ưu điểm thì hay thích đi nhậu. Trời ơi. Rồi vợ kêu bỏ nhậu thì có chịu không? Chắc có thể được, giảm được. Giảm được hả? Dần tuần nhậu mấy lần? Thì anh em vui vui thì từng có thể nhậu 2-3 ngày. Rồi giờ mình vậy mình có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là như thích nấu ăn, thích đi du lịch. Coi anh hỏi bên đây coi nào, bây giờ mình ưu điểm gì, khuyết điểm gì nè? Ưu điểm của em thì nói ít nhưng mà em làm nhiều. Không làm được thì đừng nói. Mà đã làm thì phải là đã nói phải làm cho được. Còn ngược lại của anh đó, anh biết nấu ăn thì em rất là vụng về, tức là nấu được thôi chứ nấu không có ngon. Vậy là khuyết điểm đó. Dạ, khuyết điểm đó. Còn anh nó thích đi du lịch thì em lại ngược lại, em không thích du lịch. Em thích là đi làm về thì cuối tuần hoặc là ngày nghỉ của em này em sẽ dọn dẹp nhà cửa. Em trồng cây, trồng bông, trồng rau, nói chung là xung quanh nhà em thì toàn là cây bông không à. Dưới quê tức là em có làm trên đây nhưng mà cuối tuần em mới về. Các bạn đồng nghiệp nói chị Nga sao chị Nga cứ rảnh cứ về hoài không biết mệt hả? Nhưng mà em rất là thích. Tức là về em nhìn cái nhà, em nhìn cây em là em đã thích rồi. Em không biết mệt. Rồi có thích cái người bạn đời của mình thích nhậu nhẹt kìa. Dạ không. Có chấp nhận không?
Nhậu thì cũng như là đi làm việc thì cũng có xã giao, nhưng mà cũng có giới hạn của nó thôi. Chứ không thể nào mà nhậu xỉn xong về nhà rồi nằm đó. Nói chung là tất cả mọi thứ thì bà ói mửa ra, nói chung tất cả mọi thứ thì không thích. Mà tuyệt đối là tuyệt đừng có hút thuốc, tuyệt đối là không được hút thuốc. Em có hút thuốc không? Dạ không chị. Chỉ có nhậu thôi. Thì mới là vui vui thì cũng được, chắc được nửa lít. Rồi còn bia chắc được 4 lon vậy. Nhưng mà mình nhậu xong rồi mình có biết đường về không? Biết đường về hay mình có ói mửa gì không? Dạ biết cái đó không chị. Không có nhậu lầy đúng không? Dạ không. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ chung là 3 mối tình. Mối tình đầu chắc yêu đơn phương. Đơn phương. Dạ. Mối tình thứ hai thì được 3 năm. Còn mối tình thứ ba? Mình thứ ba tới 7 năm. 7 năm hả? Dạ. 7 năm tại sao chia tay? Hai người cãi nhau, người bạn gái nhắn tin là không muốn quen nữa. Rồi giờ bạn gái đâu rồi? Bạn gái dạy học có An Minh thứ 1. Chia tay lâu chưa? Dạ được 5-6 tháng rồi. Trời ơi, quen 7 năm mà mới chia tay 5-6 tháng. Rồi thí dụ giờ bạn gái quay lại nữa anh, hai mình quen lại rồi sao? Cái đó chắc không có thể rồi. Có thể hay không thể, khẳng định tiếng nè. Không thể chị. Không thể đúng không? À, cũng quen lộn cũng nhiều lần đó. Rồi để mình hỏi bên đây là mình đã có mấy mối tình rồi? Dạ em thì có 3 mối tình chính thức. Trong thời gian làm thì mẹ nói lớn tuổi quá rồi, 30 tuổi xong lấy chồng đi. Lúc này em có quen một anh thì em kết hôn lấy chồng, rồi sinh được một đứa con. Nói chung là đang ở cử đó. Thì em đọc được một tin nhắn là bồ nhắn cho anh. Như vậy thì em đã quyết định là em ly hôn. Tại vì mục tiêu em, cái chỉ tiêu em đưa ra 3 yêu cầu phải làm được cho em khi mà kết hôn. Thứ nhất, khi lấy nhau là không xác định vào tiền của gia đình chồng, tiền đình vợ mình phải tự kiếm ra. Thứ hai là khi anh bánh trả tiền em chấp nhận, nhưng mà đừng có mà có bồ bịch như thế đó. Em nhìn thấy khi em bắt thêm một cái thì mình sẽ ly hôn, không nói một câu nữa. Dạ cái đó là quy tắc của em. Như vậy có nghĩa là em đã có con rồi? Dạ có một bé được 6 tuổi em nuôi. Em con trai con gái? Dạ con trai. Đó là nói chung là cái đường tình của hai bên nó cũng trắc trở rất là nhiều. Đúng rồi. Người em gái ha. Dạ anh. Anh nghe câu chuyện tình của em đúng cũng trắc trở. Thôi bây giờ mình bỏ hết đi, chúng ta bắt đầu một cái mới. Trong thâm tâm em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Nói chung là ngay bản thân của anh đó, anh phải làm cho được cái tiền mà anh có thể lo được cho ngược lại cho bố mẹ của anh, lo cho bản thân của anh, và đơn giản anh phải lo được cho em. Nếu như mà em không làm việc anh phải lo được cho em. Được không? Được em ơi. Được. Và điều thứ hai nữa là trước khi yêu em, thương em thì phải thương đứa con trai của em trước. Được không em? Thương mẹ phải gánh con luôn nha em. Được luôn. Gì nữa? Dạ anh có con chưa? Chưa có vợ mà. Thôi mà chưa quen, cưới. Quen 7 năm chưa anh cưới. Anh còn trong trắng. Gì nữa không em? Dạ không. Nói chung là em có một bé trai rồi. Không cần anh hỏi thì em cũng muốn đề cập luôn là em rất là thích một em công chúa. Thích đương gái? Dạ đương gái. Được không? Anh cũng thích gái nè em ơi. Mà được không? Được. Còn đàn trai muốn yêu cầu gì? Muốn có người phụ nữ thế nào? Chồng em không cần gì đổi, nhưng mà em thích người phụ nữ nhưng mà vui vẻ, biết sống hòa đồng với mọi người và biết cảm thông mọi công việc. Khi làm cũng có bữa đi về trễ, về phía rồi đó cũng phải thông cảm cho cái người chồng cái mấy chuyện đó, chứ đừng có ghen mà đi tối qua ghen anh tối ngày đi mèo đi mở gì chết luôn. Không, em cắt lời tí xíu, tức là anh đi trễ thì ok, tức là alo cho vợ là anh nên đi về giờ đó, hoặc là anh có một cuộc giao dịch, hoặc là anh tiếp với sếp hay tiếp với đồng nghiệp, nhưng mà cố gắng trong cái cuộc tiếp đó đừng có chênh già trong đó. Nói chung đừng có là được không? Cái được, ok em. Ok luôn ha. Bây giờ hôm nay em gái đi với ai nào? Em đi với em gái, bạn đồng nghiệp, cũng như là tất cả các khách hàng mà chỗ mà em làm việc đó. Em ở đó gọi là ba mẹ đã ghé đến và đi cùng em. Rồi mời đại diện nhà gái. Xin được chào MC Nguyễn Linh, Hồng Vân. Yeah. Và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi là khách hàng thân thương của cháu Nga. Theo như nhận định chung, tôi thấy bé Nga là tính tình chân thật, năng nổ, có sự quan tâm, nhiệt tình với mọi người, thể hiện qua việc làm hàng ngày của Nga, chăm sóc sức khỏe cho các cô chú ba mẹ. Nga sống rất là nội tâm. Còn bạn trai bên đây thế nào? Nhận xét tôi nhận định anh bạn trai ở đây thì ngoại hình thì cũng trung bình đó bé Nga. Thấy nét chân chất. Cái uống rượu thì hy vọng rằng nếu mà yêu thương nhau thì có thể giảm. Chứ mà đòi hỏi bạn mình bỏ thì hơi bị khó. Đó là cái công việc. Hy vọng rằng qua cái buổi tìm hiểu hôm nay, hai bạn cùng nhấn nút để cho nhau cơ hội tìm hiểu và có thể đi đến một kết quả thật tốt đẹp cho hai bên. Rồi, cảm ơn cô. Anh ta đi với ai? Thì mấy đứa em làm chung công ty. Con chào chú Quỳ Linh. Chào cô Hồng Vân. Chào khán giả trong trường quay. Em làm chung với anh Hai Phúc trong công trình, em gọi là anh Hai. Chị yên tâm đi, ông ít nhậu lắm. Ông đi nhậu tụi em, ông nhậu được 2 ba lon là ông ngưng rồi. Đi mà thí dụ tiếp khách thì chắc cũng không có chân dài đâu. Có tụi em chân dài thôi chứ không có chân dài đâu.
thấy nhà gái có hợp với anh trai không? Dạ được anh này. Được ha. Rồi cảm ơn em. Được đến hai à. Mở rào. Được tặng món quà. Dạ em cảm ơn anh. Trời ơi, cái bó quà cũng gửi anh một phần quà. Dạ đây là có món quà thì chỗ em làm là sức khỏe, cho nên là với em là sức khỏe là quan trọng nhất. Có sức khỏe thì có mọi thứ. Vâng em. Trời rung rồi, gặp trúng sấm sét ái tình rồi rung rồi. Em thấy anh có được không em? Ờ, em thấy anh thì chững chạc. Anh làm bên công trình thì chắc là nắng nhiều quá chứ. Em đã đen rồi mà em thấy anh đen hơn em nữa. Anh thì khi mở vào ra thì anh thấy những cái lời em nói đó, với lại trước mặt anh là em, thì anh thấy em có là cái mẫu người mà anh cần chọn hay không? Được em. Bây giờ ví dụ mà mình kết hợp với nhau có đứa con gái đó được không? Anh nhậu quá trời, em sợ không có con đó. Sức khỏe. Cho nên em mới suy nghĩ lớn tuổi, em cũng lớn tuổi gần 40 rồi, em mới tặng cái tinh dầu thông để tăng cường sinh khí. Cái đó được, nếu có thêm càng tốt anh. Em sức khỏe anh càng tốt lắm. Nãy giờ nhìn bạn gái bên kia, em có chút rung động gì không? Rung động nhiều luôn anh. Rung động nhiều hả? Em thấy thương quấy ở... em thấy thành thật luôn. Thành thật luôn hả? Em thấy em thương cô gái ở điểm nào? Thấy là thích vui vẻ rồi. Rồi bây giờ tiến tới bạn gái. Tiến tới. Mạnh dạn nắm tay bạn gái lên nào. Đó. Nói về tay đi. Tay lạnh quá à. Nắm hai tay. Rung rung giờ tim. Xin phép bác cho dạ con nắm tay em. Thôi coi chương trình cùng em hát một bài đi, hát bài rất là vui. Đúng không? Cùng vỗ tay bên em hát hả? Đi, em hát tặng anh. Cười đi. Lên đi cho tâm hồn thoải mái. Cười lên đi cho thoải mái tâm hồn. Cười lên đi cho người ta thoải mái. Thoải mái tâm hồn ta hãy cười lên đi ha. Cười đi sống nhìn đi chứ vậy. Bây giờ đố anh dám ôm cổ con gái đó. Chặt vô thử coi. Thấy sao? Ấm lắm anh. Rồi được rồi, về chỗ đi nào. Rồi giờ đếm nha, sau 3 tiếng đếm á, cảm thấy là không thể không bấm được thì bấm nghe. 1 2 3 Cái cú ôm sau cùng của ông Quyền Linh á là làm cho cô này cô bấm đó. Hứa đi, anh hứa gì đó. Hứa sẽ ghé thăm em thường xuyên. Những gì anh hứa sau này anh sẽ làm hết sức. Mình gán kiếm hai ba đơn gán em. Dạ, xin phép gia đình nhà gái cho anh được phun nhân. Quyết liệt nào. Thấy sao? Dạ. Thấy sao? Cảm giác nó còn hơi rung. Hơi rung làm lại cái nữa cho nó hết rung thôi. Hả? Làm lại cái nữa coi. Bên nào anh? Mạnh lên, hai ba bên. Được. Mạnh lên, miết vô. Hết rung chưa? Còn chút xíu. Còn nữa hả? Trời ơi, này là anh Giang nè, này là anh Giang nè, rung hoài. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kiềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven